Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo thi công dự án cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý và dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam. Công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò có tổng chiều dài gần 1,2 km, có điểm đầu là nút giao với đường Trần Đại Nghĩa, Võ Chí Công, điểm cuối là giao với đường Võ Quý Huân và đường ven sông Cổ Cò, thuộc khu dân cư Tân Trà, kinh phí đầu tư hơn 180 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 2 năm 2020. Theo báo cáo của Ban Quản lý và Nhà thầu, sau hơn một năm thi công, đến nay công trình đạt 91% khối lượng thi công và dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 năm nay. Qua kiểm tra thực tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu các nhà thầu phải tập trung hơn nữa nhân vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Tôi đề nghị là thời gian nó không còn nhiều, cũng đề nghị nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực để hoàn thành theo đúng cái tiến độ đề ra. Và ban quản lý thì tiếp tục có cái việc tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc cho nhà thầu trong cái thời gian tới. Còn sở thì tôi đề nghị là lưu ý về các cái điều kiện khi mà để đảm bảo cho cái thông xe, các cái điều kiện về giao thông, nhất là cái làm cái phải lưu ý khi mà thông cái nút kia kìa thì phải đảm bảo cái điều kiện về an toàn giao thông tại cái điểm nút đấy, và sở nên có cái đề xuất sớm làm cái đèn tín hiệu giao thông. Kiểm tra dự án cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận sự nỗ lực của Ban Quản lý, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan. Đây là dự án trọng điểm nằm ở khu vực trung tâm thành phố, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông đi lại của người dân nên được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, tăng cường chỉ đạo thường xuyên và kịp thời. Theo kế hoạch ban đầu, dự án cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý phải hoàn thành vào tháng 6 năm nay, song do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan và do yếu tố địa chất ảnh hưởng đến tiến độ, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo nhà thầu nhanh chóng khắc phục việc chậm tiến độ và thay đổi phương án thi công. Thay vì hoàn thành việc thi công hết các đốt hầm xong mới hoàn thành cầu vượt, thì ngược lại gấp rút thi công cầu vượt trước, nhờ vậy đã khắc phục được sự chậm trễ của tiến độ và đảm bảo giao thông đi lại cho người dân. Tôi đề nghị thứ nhất là bây giờ tập trung hoàn thiện sớm cái cầu vượt và cái đường dẫn, đặc biệt là đảm bảo các cái điều kiện về an toàn để khi chúng ta thông xe rồi cho người dân lưu thông là đảm bảo tuyệt đối an toàn về cái quá trình vừa đảm bảo cái việc thi công được mà cái việc phân luồng giao thông cho người dân. Đây là một cái yêu cầu đề nghị là phải đảm bảo cách tuyệt đối. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã chỉ đạo công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang và các nhà thầu phải tăng cường nhân lực, vật lực, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công hơn nữa. Phấn đấu đầu tháng 7 tới sẽ hoàn tất việc thi công cầu vượt và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Giao trách nhiệm cho ban quản lý cùng với các nhà thầu tiến hành tổ chức cái việc thi công các cái đốt hầm tiếp theo. Và tôi nhắc lại là phải có những cái phương án để xử lý cái tình huống để làm sao đảm bảo được cái yêu cầu về mặt tiến độ, nhưng mà cũng đồng thời là phải đảm bảo về cái việc xử lý các vấn đề giao thông. Tôi nói ví dụ bây giờ cái nút núi Thành ở đây thì phải tính toán giữa cái việc đảm bảo cái thời gian thi công ở cái nút này với cái việc lưu thông để không làm cản trở quá lớn. Bởi vì khi chúng ta đóng cái đường ở đây rồi thì cái đường núi Thành này này nó cũng lại là trở thành cái nút giao thông chính mà chúng ta lại gây ra cái tắc nghẽn ở cái khu vực này, thì nó sẽ gây cái khó khăn cho người dân trong cái quá trình lưu thông, nên là về phương án là các đồng chí phải tính toán. Công trình cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý là công trình trọng điểm của thành phố. Lãnh đạo thành phố luôn quan tâm đến việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đảm bảo chất lượng công trình. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 723 tỷ đồng.